nó rụng xuống chim nó vồ đấy. Anh tránh xa mẫu của chó nhé, còn ăn đâu. Giải cứu. Ê, giải cứu chú chim. Nó lên tổ đấy. Ô, sao không biết lên à? Sao rồi? Mày. Anh tránh xa mẫu của chó nhé, còn ăn đâu. Ai đứng qua mé bên này, nếu cô bay nó bay về mé ngõ. Anh ơi sao nó không lên? Đây à? Nó lên hay xuống? Lên xuống. À, rồi. Mình cho tốc độ nhanh quá. Tính cái cảnh này anh còn đụng vào nó dựng xuống mất. Đừng. Thôi bỏ đại đấy chứ gì biết tưởng nào đâu. Tí nữa anh. Đẩy nó lên. À, rồi. Thành công. Chúng ta phải rơi xuống tổ giải cứu. Chỉnh quay lại.